cái đó thì quý vị đang đến với sự kiện ra mắt điện thoại của Evelyn Community ngày 1 tháng 4 hôm nay. Và lời nói đầu tiên cho các thân gia xin được thay mặt ban tổ chức gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và một buổi tối thật nhiều niềm vui. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Evelyn launching event tonight. First of all, I would like to, on behalf of organizer, would like to say thank you for your joining us and wish you have a wonderful night with us tonight. My name is Yan and it's my pleasure to be the host of our event tonight. I hope we will have a good time together. Và thưa quý vị, và với tiết mục mở màn vừa rồi, chúng tôi muốn gửi đến quý vị một vài thông tin và ý nghĩa từ tiết mục mở màn này là với việc các chiến binh Infinite đã đưa quý vị đến với một vũ trụ khám phá, một hành trình khám phá đầy huyền bí với những nguồn năng lượng đầy bí ẩn khác nhau đến từ nhiều vùng đất khác nhau. Và Infinite cũng giống như những chiếc binh đầy sức mạnh mang đến những điều thật tuyệt vời nhất đến cho quý vị từ những chiếc smartphone đẳng cấp. Và đó chính là ý nghĩa của tiết mục mở màn. Và quý vị có thể dành một tràng thật lớn nữa để cảm ơn vũ đoàn tiết mục mở màn vừa rồi được không ạ? Ngay bây giờ đây thì cho các thân nhân xin được giới thiệu đến quý vị những vị khách quý cũng như là những thành phần ban tổ chức sẽ có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Tôi cũng xin được mời họ sẽ cùng đứng lên sân khấu. So and now I would like to introduce you the kind presences of the VIP guests and the good after status to launch all of you. Và đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu ông Benjamin Chen, CEO của công ty Infinite Mobility. Now I would like to introduce you, Mr. Benjamin Chen, CEO of Infinite Mobility. Và tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu bà Lily Wong, Country Manager của công ty Infinite Mobility tại Việt Nam. Mrs. Lily Wong, Country Manager of Infinite Mobility in Vietnam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Minh Thân, giám đốc điều hành của VSD, là nhà phân phối của Infinite Mobility tại Việt Nam. And Mr. Phạm Minh Thân, CEO of PFTD, Distributors of Infinite Mobility in Vietnam. Và tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Ki Chiu Lim, phó giám đốc của khu vực là một đối tác của Infinite. And I would like to introduce you, Mr. Ki Chiu Lim, Deputy Director, Southeast Asia from Crown Media Tech. And now we're going to invite all of you to stand up and move to the next room for the face party. We all like